Và sau đây xin mời quý vị trở lại phần tin Việt Nam của chúng tôi. Kính thưa quý vị, mở đầu các phần tin Việt Nam đêm nay là bản tin liên quan tới việc các tổ chức xã hội dân sự yêu cầu chính phủ Việt Nam xây đài tưởng nhớ sự kiện 50 năm Trung Cộng cưỡng chiếm Hoàng Sa. Các tổ chức xã hội dân sự độc lập yêu cầu chính quyền Việt Nam ghi sự kiện Trung Cộng cưỡng chiếm Hoàng Sa từ tay Việt Nam Cộng Hòa 50 năm trước vào lịch sử của dân tộc, đồng thời xây đài tưởng nhớ. Tuyên bố về 50 năm ngày Hoàng Sa bị Trung Cộng cưỡng chiếm, tức là ngày 19 tháng Giêng năm 1974, 19 tháng Giêng năm 2024, được các tổ chức như Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Lập quyền dân, Diễn đàn Bosit Việt Nam công bố vào ngày 15 tháng Giêng, 4 ngày trước ngày tưởng niệm trận hải chiến Hoàng Sa, trong đó 74 quân nhân Việt Nam Cộng Hòa tử trận và Trung Cộng đã chiếm giữ quần đảo này từ đó đến nay. Tuyên bố nhắc lại khi đó, Hoàng Sa thuộc quyền quản lý của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và Bắc Kinh đã lợi dụng cuộc nội chiến ở Việt Nam để sử dụng vũ lực chiếm đoạt quần đảo. Theo tuyên bố, Trung Cộng là phía xâm lược, còn các quân nhân của Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong trận chiến chống quân xâm lược. Do vậy, họ nên được vinh danh như những anh hùng của dân tộc và Việt Nam cần phải công nhận sự cống hiến xương máu của họ trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia. Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai là cựu trưởng ban nghiên cứu Ban Dân vận Trung ương nhắc lại quan điểm này trong cuộc phỏng vấn trả lời Đài Á Châu Tự Do vào ngày 18 tháng Giêng như sau. Tất cả mọi người Việt Nam yêu nước, hy sinh để bảo vệ chủ quyền đất nước của mình thì phải được tưởng nhớ, phải được tôn vinh. 74 người chiến sĩ hy sinh ở Hoàng Sa cũng thế thôi, cũng trong tinh thần như vậy. Trên các tờ báo nhà nước trong những ngày gần đây rất ít tin về sự kiện 50 năm ngày mất Hoàng Sa. Nếu có thì chỉ vài bài nói về việc chính quyền địa phương thăm hỏi những nhân chứng là những quân dân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa từng làm việc trên quần đảo Hoàng Sa. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ thừa nhận sự hy sinh của họ một cách chính thức và tổ chức tưởng niệm ngày này. Ngược lại, khi người dân tổ chức tưởng niệm trong nhiều năm trước đây thường bị sách nhiễu và đàn áp. Ông Lê Thân là chủ nhiệm câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng cho rằng Hà Nội nên đối xử bình đẳng với tất cả những người đã ngã xuống trong mọi cuộc chiến bảo vệ chủ quyền quốc gia. Tuyên bố cũng kêu gọi nhà nước cần truyền thông rộng rãi cho nhân dân, đặc biệt là các thanh thiếu niên luôn luôn ghi nhớ việc Bắc Kinh vi phạm luật pháp quốc tế trong vấn đề Hoàng Sa. Trong tuyên bố này, các tổ chức và các nhân sĩ ký tên đề nghị chính quyền tiếp tục đấu tranh kiên quyết bằng mọi hình thức, mọi biện pháp với Trung Cộng nhằm đòi lại Hoàng Sa. Liên hiệp Âu Châu sẽ kiểm tra dư lượng thuốc trừ sâu với sầu riêng Việt Nam. Ủy ban Âu Châu vào hôm 17 tháng Giêng đăng công báo cập nhật các biện pháp tăng cường kiểm soát chính thức và khẩn cấp tạm thời với hàng hóa nhập vào Liên hiệp Âu Châu EU. Trong đó, lần đầu tiên, sầu riêng tươi lẫn đông lạnh của Việt Nam vào thị trường này bị đưa vào diện kiểm tra dư lượng thuốc trừ sâu ngay tại cửa khẩu với tần suất 10%. Theo lý giải của EU, dữ liệu từ hệ thống cảnh báo nhanh về thực phẩm và thức ăn chăn nuôi, viết tắt là RASFF, cùng thông tin về các biện pháp kiểm soát chính thức của các quốc gia thành viên, cho thấy có sự xuất hiện của những rủi ro mới với sức khỏe con người do khả năng bị ô nhiễm bởi dư lượng thuốc trừ sâu. Do đó, EU phải yêu cầu tăng cường mức độ kiểm soát chính thức việc nhập cảng các lô hàng sầu riêng từ Việt Nam. Cùng với sầu riêng, còn hai mặt hàng khác của Việt Nam cũng vào diện chịu giám sát an toàn thực phẩm tại cửa khẩu là ớt chuông và mì ăn liền với tần suất kiểm tra tương ứng 50% và 20%. Trong khi đó, cập nhật mới giữ nguyên hai mặt hàng khác của Việt Nam là đậu bắp và thanh long trong phụ lục 2, tức thêm yêu cầu giấy chứng nhận chất lượng với tần suất kiểm tra tương ứng là 50% và 20% tại cửa khẩu của EU. Việt Nam không phải trường hợp cá biệt có hàng hóa bị siết chặt kiểm tra an toàn thực phẩm của EU. Quy định cập nhật lần này bổ sung hơn 100 mặt hàng cần kiểm tra ngay tại biên giới đến từ 27 nước. Quy định mới của Âu Châu sẽ có hiệu lực 20 ngày sau ngày đăng công báo, tức khoảng đầu tháng 2 năm 2023. Việt Nam siết chặt mức giới hạn cổ phần của nhà đầu tư trong ngân hàng. Ngày 18 tháng Giêng, Quốc hội Cộng sản Việt Nam thông qua các quy định mới nhằm giảm mức cổ phần tối đa mà nhà đầu tư có thể nắm giữ tại các ngân hàng trong nước. Một động thái nhằm giảm rủi ro về thao túng thị trường, nhưng có thể khiến việc đầu tư vào các ngân hàng và tổ chức tín dụng trở nên kém hấp dẫn hơn. Theo cải cách nêu trong luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, sau cái hiệu lực từ tháng 7 năm nay, các cổ đông ở cấp độ tổ chức như quỹ đầu tư hoặc quỹ hưu trí sẽ được phép nắm giữ tối đa 10% vốn chủ sở hữu của ngân hàng, giảm so với mức giới hạn hiện nay là 15%. Hơn 90% đại biểu Quốc hội tán thành luật sửa đổi. Sự việc này diễn ra sau vụ bê bối gian lận tài chính bị đưa ra công luận vào cuối năm 2022 là vụ lớn nhất Việt Nam cho đến nay,
Trong đó, đại gia bất động sản Trương Mỹ Lan bị cáo buộc rút ruột 12 tỷ 500 triệu đô la từ một trong những ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, viết tắt là SCB, vì bà ấy là thực tế đã nắm quyền kiểm soát ngân hàng này thông qua những người thân tín làm bình phong cho bà. Những người ủng hộ luật sửa đổi kỳ vọng rằng các giới hạn chặt chẽ hơn về quyền sở hữu có thể khiến việc thao túng tương tự như vụ SCB khó tái diễn. Trong khi đó thì những người phản đối lại cảnh báo rằng điều đó có thể không hiệu quả vì các giới hạn hiện tại đã không ngăn chặn được gian lận. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ luật cựu Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh liên quan đến điện, xăng, dầu. Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, cựu Bộ trưởng Công Thương, bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, xử lý kỷ luật. Đề nghị này được đưa ra trong cuộc họp của kỳ thứ 35 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra trong các ngày 10, 11 và ngày 19 tháng Giêng. Kết luận của kỳ họp nêu rằng Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương hai nhiệm kỳ 2016-2021 và 2021-2026 và các ông Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương, Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Hoàng Quốc Vượng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công Thương có phần trách nhiệm sai phạm trong tham mưu ban hành cơ chế phát triển điện mặt trời, điện gió, trong thực hiện quy hoạch điện 7 điều chỉnh. Ngoài phần trách nhiệm liên đới vừa nêu đối với công tác tham mưu, ban hành cơ chế phát triển điện mặt trời, điện gió, trong thực hiện quy hoạch điện 7 điều chỉnh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương còn nêu ra những vi phạm của nhiều lãnh đạo thuộc quyền quản lý của Bộ Công Thương trong tham mưu, ban hành cơ chế kinh doanh, điều hành nguồn cung ứng, cấp phép kinh doanh xăng dầu, quản lý sử dụng quỹ bình ổn giá, trong lập thẩm định, phê duyệt, tổ chức đấu thầu, thực hiện các dự án gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC thực hiện. Ngoài ông Trần Tuấn Anh bị đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét kỷ luật, còn có các ông Trịnh Đình Dũng, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Đỗ Thắng Hải, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Hoàng Quốc Vượng, Nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Ông Trần Tuấn Anh vào tháng Giêng năm 2019 phải gửi thư công khai xin lỗi về vụ vợ con ông được xe ra đến tận thang máy bay để rước. Ông này là con trai của cựu Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đức Lương. Ông Lương giữ chức Chủ tịch nước Việt Nam từ năm 1997 cho đến năm 2006. Cựu Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh bị bắt giữ vì tội nhận hối lộ. Ngày 19 tháng Giêng, Trung tướng Tô Ân Sô là phát ngôn viên Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Tử Quỳnh là cựu chủ tịch tỉnh Bắc Ninh. Ông Nguyễn Tử Quỳnh bị điều tra về tội nhận hối lộ. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam các ông Nguyễn Tiến Nhường là cựu phó chủ tịch tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Hạnh Trung là cựu giám đốc Sở Y tế tỉnh, hiện là phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Ông Trung bị điều tra về tội nhận hối lộ. Ông Nhường bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty AIC. Trong vụ án này, bà Nhàn bị điều tra về tội đưa hối lộ. Theo Trung tướng Sô, cựu chủ tịch tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và những người trên bị khởi tố trong quá trình cơ quan điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra tại Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các đơn vị liên quan. Mới đây, trong cùng vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Lã Tuấn Hưng là tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Hồng. Trước đó, từ tháng 9 năm 2023, cơ quan điều tra cũng khởi tố bắt tạm giam 7 người, trong đó có các ông Nguyễn Hồng Sơn là phó tổng giám đốc công ty AIC, Trần Văn Twin, nguyên giám đốc Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế Bắc Ninh. Và có tin là VinFast không đạt được mục tiêu bán hàng trong năm 2023. Ngày 18 tháng Giêng, hãng xe hơi điện VinFast của Việt Nam cho biết hãng không đạt được mục tiêu bán hàng trong năm 2023. Chỉ tiêu đề ra là 50.000 chiếc xe, nhưng hãng chỉ bán được có 35.000 chiếc.
AFP loan tin dẫn thông báo của VinFast về số lượng vừa nêu và dẫn phát biểu của Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị VinFast Trần Mai Hoa rằng, bối cảnh kinh tế toàn cầu chưa khởi sắc khiến việc chuyển đổi qua xe điện ở một số khu vực trong và ngoài nước vẫn chậm hơn dự kiến, dẫn đến số xe giao thực tế bị ảnh hưởng. VinFast luôn bày tỏ mong muốn cạnh tranh với những hãng sản xuất xe điện lớn trên thế giới như Tesla của Hoa Kỳ và nỗ lực chen chân vào thị trường quốc tế. Mới vào đầu tháng này, VinFast cho biết đã có kế hoạch xây dựng một nhà máy ở bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ, với công suất mỗi năm lên đến 150.000 xe. Hãng cũng có kế hoạch đầu tư ít nhất là 1 tỷ 200 triệu đô la vào Indonesia. Đất không giấy tờ trước tháng 7 năm 2014 được cấp sổ đỏ. Sáng ngày 18 tháng Giêng, Quốc hội Cộng sản Việt Nam đã thông qua luật đất đai đã sửa đổi. Luật sửa đổi chia các trường hợp người sử dụng đất không có giấy tờ trước tháng 7 năm 2014 thành 3 nhóm thời gian để cấp sổ đỏ. Đầu tiên là những trường hợp sử dụng đất trước ngày 18 tháng 12 năm 1980. Thứ hai là từ 18 tháng 12 năm 1980 cho đến trước ngày 15 tháng 10 năm 1993. Cuối cùng là từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2014. Cả ba nhóm trên đều phải được chính quyền cấp xã nơi có đất xác nhận là hiện nay không có tranh chấp, không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp đất được giao sai thẩm quyền. Tùy vào từng nhóm sẽ có những quy định cụ thể về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các loại đất được xét cấp sổ đỏ gồm đất có nhà ở và công trình phục vụ đời sống, đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và đất phi nông nghiệp không phải là đất ở. Ngoài sở hữu gia đình, cá nhân được giao đất nông nghiệp trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 mà không có giấy tờ, có đăng ký thường trú tại địa phương thuộc vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, đã được chính quyền cấp xã xác nhận không có tranh chấp, cũng sẽ được cấp sổ và không phải nộp tiền sử dụng đất. Như vậy, thời điểm đất công nhận quyền sử dụng đất tại luật đất đai sửa đổi được nới 10 năm so với quy định cũ. Truy bắt hai kẻ cướp ngân hàng ở Quảng Nam. Ngày 19 tháng Giêng, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an tỉnh đang tập trung lực lượng khám nghiệm hiện trường, truy bắt các đối tượng vừa thực hiện vụ cướp ngân hàng trên địa bàn huyện Duy Xuyên. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút sáng cùng ngày, hai người chạy xe máy hiệu Sirius đến chi nhánh của ngân hàng Agribank, xã Duy Hà, huyện Duy Xuyên. Tại đây, hai tay này đã dùng hung khí khống chế, ép nhân viên đưa tiền cho vào túi. Phát hiện sự việc, bảo vệ ngân hàng đã bấm chuông cảnh báo. Lo sợ bị bắt nên hai tay này bỏ lại túi đựng tiền rồi lên xe máy rồ ga bỏ chạy về hướng của huyện Đại Lộc. Theo ghi nhận, thời gian gần đây liên tục xảy ra các vụ cướp ngân hàng ở Việt Nam. Cụ thể, chiều ngày 14 tháng 11 năm 2023, tên cướp đột nhập ngân hàng Agribank Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, khống chế nhân viên để cướp tiền, tuy nhiên đã bị bảo vệ và nhân viên truy đuổi. Còn vào chiều ngày 22 tháng 11 năm 2023 ở Đà Nẵng, vụ cướp xảy ra tại chi nhánh ngân hàng BIDV tại số 169 đường Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Trong lúc giằng co, bảo vệ ngân hàng bị các nghi phạm đâm vào phần lưng trọng thương và tử vong sau đó. Dịch vụ vệ sinh, tân trang nhà đón Tết, ế khách. Tết chạm ngõ, nhưng nhu cầu vệ sinh, tân trang nhà cửa đón Tết năm nay không còn cảnh nhộn nhịp như mọi năm. Theo đó, nhiều cơ sở là dịch vụ cho biết là họ vẫn còn chờ điện thoại nhận đơn hàng, trong khi mọi năm giờ này đã từ chối. Mặc dù chi phí dịch vụ vẫn không tăng, thậm chí có nơi giảm giá từ 20 đến 30%, nhưng đơn hàng vẫn thưa thớt. Vì kinh tế khó khăn, khách hàng cũng không có việc làm cho nên tự mình dọn dẹp thay vì gọi dịch vụ. Được biết tại Việt Nam, nhu cầu dọn nhà đón Tết rất phổ biến tại các đô thị lớn. Khi người dân quá tất bật buôn bán, công việc dịp cuối năm thì việc bỏ ra vài triệu đồng để thuê người làm, thuê dịch vụ là điều hết sức bình thường. Những năm trước, các đơn vị hốt bạc bởi những đơn hàng tới tấp, nhưng năm nay thì khác. Theo chị Nguyễn Thị Thanh Thúy, là chủ một dịch vụ giúp việc nhà, dọn nhà đón Tết ở thành phố Thủ Đức, Sài Gòn. Thông thường mỗi năm đến khoảng đầu tháng chạp thì kín đơn. Từ ngày 10 tháng chạp không cần trực điện thoại nữa. Trong khi đó thì đại diện công ty Bitaski, doanh nghiệp chuyên cung cấp đa dịch vụ tiện ích như dọn dẹp nhà, vệ sinh máy lạnh, đi chợ, v.v. cho biết nhu cầu thuê người dọn dẹp tân trang nhà cửa, coi nhà dịp Tết đều tăng so với ngày thường. Chẳng hạn, mùa Tết năm nay, công ty tăng đơn hàng khoảng từ 20 đến 30% so với ngày thường, nhưng vẫn thấp hơn các năm vì khó khăn, khách hàng ít việc cho nên chọn cách tự làm.
Quý vị vừa theo dõi phần tin Việt Nam. Sau một vài giây phút giới thiệu các cơ sở thương mại, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần tin Hoa Kỳ. Kết thúc phần tin Việt Nam, chúng tôi xin tạm dừng bản tin trong giây lát và sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ cùng các bản tin chính như sau. Quốc hội thông qua dự luật để tránh chính phủ ngừng hoạt động. Phi cơ của American Airlines được khỏi phi đạo tại phi trường Rochester.